Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao các quan lớn sợ chữa bệnh tại Việt Nam, trong khi ông Trọng lại không sợ. Ông Trần Đại Quang, ông Phùng Quang Thanh, ông Nguyễn Bá Thanh, v.v. đều chọn nước ngoài để chữa bệnh mà không chọn Việt Nam. Việc này được nhiều người giải thích rằng y học của các nước tiến bộ cao hơn y học của Việt Nam. Tuy nhiên thực tế thì khi ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ ngã bệnh tại Kiên Giang vào ngày 19 tháng 4 năm 2019 khi đó, lần đột quỵ đầu tiên. Bệnh rất nặng nhưng ông Trọng lại không đi nước ngoài chữa trị như các đồng chí của ông, mà ông chọn ở lại Việt Nam để chữa bệnh. Như vậy, y học Việt Nam có thể thấp hơn nước ngoài nhưng không đến nỗi quá yếu kém đối với các nước tiến bộ khác. Nếu quá yếu thì ông Trọng đã đi nước ngoài để đảm bảo mạng sống của mình, chứ ở Việt Nam để làm gì? Đó là nghịch lý mà Thời báo .d muốn đào sâu về vấn đề này nhằm phục vụ các bạn. Đây là hình ảnh chuyến đi Kiên Giang của Nguyễn Phú Trọng vào năm 2019 đã đem đến tai họa cho ông với lần đột quỵ thứ nhất ở đây. Thực tế cho thấy, cho dù ông Trần Đại Quang hay ông Nguyễn Bá Thanh có chọn nước ngoài để chữa bệnh thì hai ông cũng không thể tránh khỏi lưỡi hái của tử thần. Vậy thì đi nước ngoài làm gì cho tốn tiền? Những bệnh mà ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Bá Thanh mắc phải là bệnh không thể chữa trị. Có người thì cho rằng mắc bệnh tự nhiên thì dễ chữa trị hơn là bệnh đầu độc. Ai bị đầu độc thì đường chính chính là dính những kịch độc không thể chữa được. Hiện nay, việc chăm sóc sức khỏe cho quan chức cấp cao đã có ban chăm sóc sức khỏe của Trung ương đảm nhiệm. Đây là cơ quan của Đảng được lập ra để theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho các quan chức cấp cao. Những nơi chữa trị cho các quan chức này là các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Quân y 108, các thiết bị y khoa, các chuyên gia đầu ngành ở đây không thua kém gì các bệnh viện lớn trên thế giới. Và chính ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn nằm tại Bệnh viện Quân đội 108 chứ không đi nước ngoài như các đồng chí của ông. Theo như tin tức mà chúng tôi có được thì Ban Chăm sóc Sức khỏe của Trung ương không phải là một cơ quan độc lập. Nó nằm dưới sự điều khiển của một người hoặc một nhóm người có thế lực chính trị mạnh nhất. Hiện nay, cơ quan này nằm trong tay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên ông Trọng không cần phải đi đâu cả, mà cứ ở Việt Nam thì vẫn được chăm sóc tốt, không thua bất cứ bệnh viện lớn nào. Đây là hình ảnh Ban Chăm sóc và Bảo vệ Sức khỏe Trung ương là công cụ của thế lực chính trị. Tuy nhiên, nếu một quan chức mà không thuộc phe đang nắm Ban Chăm sóc Sức khỏe, thì lại là một trò may rủi rất lớn. Thay vì chữa bệnh, thì họ lại làm những việc khác theo mưu đồ chính trị của bề trên. Lúc đó không những bệnh không khỏi mà rủi ro mất mạng còn cao hơn rất nhiều. Và đó là lý do nhiều quan chức đang ở cửa dưới mà bị ngã bệnh thì tốt hơn hết là nên ra nước ngoài chữa trị cho chắc ăn. Với các bệnh viện ở nước ngoài, họ hoàn toàn toàn tâm toàn ý chữa trị cho bệnh nhân, chỉ khi nào họ bó tay thì mới thôi. Thực ra, tầm Ủy viên Bộ Chính trị và một số Ủy viên Trung ương Đảng đang nắm các chức vụ lớn ở Trung ương thì hoàn toàn được chăm sóc y tế theo tiêu chuẩn của họ. Trên chính trường hiện nay, nếu không theo phe này, đấu phe kia thì không bao giờ tiến thân cho được. Những con người dửng dưng với trò kéo bè, kéo cánh thì không chóng thì chảy cũng sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi. Ông Nguyễn Bá Thanh khi còn sống chính là cánh tay rất đắc lực cho ông Tổng Bí thư. Tuy nhiên, vì lúc đó ông Tổng Bí thư chưa mạnh nên ông Thanh mới dính một cú đấm trời giáng và đã mất mạng. Đến thân với ông Tổng mà còn không bị tin bệnh ở Việt Nam chữa trị thì còn ai tin được đây. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh đã chọn sang Mỹ để chữa bệnh. Chỉ có ai nắm chắc hệ thống chăm sóc y tế đặc biệt dành cho Trung ương Đảng thì người đó mới tự tin. Hiện nay chỉ có một mình ông Nguyễn Phú Trọng tin tưởng hệ thống chăm sóc y tế của Đảng. Hầu hết là đều tránh xa nó. Ngành y tế khi làm công cụ cho những thế lực chính trị thì rất nguy hiểm. Tội ác của nó tạo ra còn kinh khủng hơn các loại tội ác khác. Thời chiến tranh thế giới lần thứ hai, Hitler đã từng dùng rất nhiều bác sĩ ma quỷ để thử nghiệm lâm sàng các phương pháp diệt chủng trên người sống ở các trại tập trung. Y tế phục vụ mưu đồ chính trị, ai biết đều phải tránh né, nếu không thì hối cũng chẳng kịp. Quý vị các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Vì sao các quan lớn sợ chữa bệnh tại Việt Nam trong khi ông Trọng lại không.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người Nhật củi cho ông Trọng đột ngột qua đời, trò chơi quyền lực đến hồi gây cấn. Từ hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng luôn ở thế thượng phong. Hiện nay trong tay của ông Nguyễn Phú Trọng đang có rất nhiều công cụ để đốn củi các quan chức từ trung ương đến địa phương. Thứ nhất đó là Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống tham nhũng. Thứ nhì là Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng. Và thứ ba là Ban Nội chính của Trung ương và cuối cùng là Bộ Công an. Khi đã bị đẩy vào Bộ Công an xử lý thì xem như quan chức đấy cầm chắc suất ngồi tù. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay chính là ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị. Có thể nói khi ông Nguyễn Phú Trọng lệnh trông Trần Cẩm Tú tới đâu thì quan chức tới đó mặt tái chân run. Gần như các ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật trước khi bị sổ khám đều bị ông Trần Cẩm Tú cho kiểm tra và kết luận tội danh về mặt đảng. Có người thì ví Ủy ban Kiểm tra Trung ương là đơn vị chuyên đi nhặt củi về cho ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người đang nắm trong tay nhiều lính tiên phong. Nói thẳng ra là Ủy ban Kiểm tra Trung ương là đơn vị chuyên đi tấn công vào sai phạm của các đảng viên cấp cao. Có tấn công thì mới tìm ra sai phạm được. Những người đi tiên phong trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương là những người được xem là lính xung kích. Không phải người nào cũng dễ tấn công, đôi khi gặp phải kẻ thù khó xơi thì người tấn công lại bị thương, chứ chưa chắc gì kẻ thù tấn công đã ngã gục. Chính trường ở Việt Nam là chiến trường thực sự, họ đấu với nhau cả ngoài ánh sáng lẫn trong bóng tối. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2016 khi đó, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng, thanh tra chính phủ đã phải thốt ra lời cay đắng tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức. Ông Đạt ca thán rằng, chống tham nhũng có khi chúng tôi chết trước. Đấy là thực tế bởi những người bị soi có quyền lực rất lớn và họ sẽ cho kẻ đi soi một cú hồi mã thương, chí tử ngay và luôn. Đó là một nguyên nhân lớn khiến đôi khi cơ quan chống tham nhũng bị buộc phải thỏa hiệp với kẻ sai phạm, rồi sau đó tới đâu thì tới. Vào ngày 21 tháng 11, báo chí nhà nước cho biết ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã qua đời đột ngột ở tuổi 58. Nguyên nhân cái chết được xác định không phải do bệnh tật gì mà là do tai nạn, và báo chí chỉ thông tin có như thế, không nói gì thêm. Đây là hình ảnh kẻ đi săn sợ bị săn. Ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1964, quê ở Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông là tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào năm 2020, ông Nguyễn Văn Hùng đã kinh qua các chức vụ như Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, rồi thì Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Kon Tum, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum. Cùng là Ủy viên Trung ương Đảng nhưng nắm chức Bí thư tỉnh ủy thì an toàn hơn là chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bởi chức Bí thư tỉnh ủy đã qua là vua một cõi, trong khi đó chức của ông Nguyễn Văn Hùng thì lại được đi chọc vào các sai phạm của quan chức. Có những quan chức nhìn thì chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng nhưng mối quan hệ ngầm có khi ở Bộ Chính trị, thậm chí là nối tới tận tứ trụ. Đây là hình ảnh một thợ săn trong tay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đột ngột qua đời. Vì chính quyền thì đã không minh bạch về cái chết của ông Hùng nên người dân lại càng nghi ngờ hơn. Bởi người dân hiểu một cách đơn giản là cái chết không có gì khuất tất thì không việc gì phải giấu giếm cả. Thực tế trò chơi quyền lực ẩn đằng sau danh xưng đồng chí là sự khốc liệt. Nếu dùng luật pháp không xử được nhau thì họ dùng những thứ ngoài luật pháp. Nếu là cái chết của một ông ủy viên Trung ương Đảng là bí thư tỉnh ủy thì lành ít giữ nhiều và ít ai đặt câu hỏi. Nhưng đây lại là cái chết của Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thì có thể thấy rằng ẩn đằng sau nó có thể là trò đấu đá khốc liệt đã đến hồi rất gay cấn. Kẻ đi săn lại trở thành người bị săn thì sao đây? Cũng có thể lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de với bản tin Người Nhặt củi cho ông Trọng đột ngột qua đời, trò chơi quyền lực
đến hồi gây cấn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de